4 thói quen đặc biệt khiến người thường thành lãnh đạo. Kính thưa quý vị, nếu bạn cho rằng tất cả CEO thành công đều từng được đào tạo tại những trường đại học top đầu hay đã đặt mục tiêu trở thành lãnh đạo từ sớm, thì bạn đã lầm to. Chính những thói quen dưới đây mới là yếu tố góp phần định hình một người lãnh đạo. Elena Botejo và Kim Bowell, đồng tác giả quyển sách The CEO Next Door, cho biết lúc mới khởi nghiệp, thậm chí cả những CEO giỏi giang nhất cũng không ý thức được việc mình sẽ thành công như thế nào cả. Ấy thế mà, theo lời của hai nhà nghiên cứu, phần lớn mọi người lại thường giữ quan niệm cố hữu rằng một CEO điển hình phải là người mạnh mẽ, có gia thế khủng, hoặc là một người quảng giao, có sức hút và sở hữu cho mình bản lý lịch không tì vết. Chính định kiến này đã khiến chúng ta đi tới sai lầm trong việc nhận định bản thân không có đủ tố chất để trở thành CEO. Song thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chúng ta. Nghĩa là người bình thường hoàn toàn có thể trở thành CEO, miễn là họ sở hữu cho mình đặc điểm cần thiết. Thế nên, để tìm ra những đặc điểm mang tính quyết định cho việc trở thành CEO, Botejo và Pogel đã tìm tới kho dữ liệu đánh giá khả năng lãnh đạo của khoảng 17.000 doanh nhân từ công ty nghiên cứu GH Smart, cùng với các giáo sư thuộc trường Đại học Chicago và Đại học Columbia. Họ lại tiếp tục lọc ra 2.600 nhà lãnh đạo để nghiên cứu sâu hơn, nhằm tìm ra điểm chung của các CEO thành công. Và từ nghiên cứu của mình, hai người đã đưa ra 4 thói quen đặc biệt dưới đây có thể giúp biến mọi người bình thường trở thành CEO thành công. 1. Ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát. Theo hai nhà nghiên cứu, các CEO giỏi thường là những người rất quyết đoán, và cũng nhờ đó mà họ có xác suất đạt thành tựu cao hơn khoảng 12 lần. Một minh chứng cho điều này được Botejo và Pogel tìm thấy là Steven Jobman. Vào năm 2003, thời điểm Jobman tiếp quản Greyhound, công ty kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách này đang chịu cảnh thua lỗ. Thêm vào đó, công ty mẹ, nơi vừa ngấp nghé bờ vực phá sản, cũng đang rục rịch muốn giải thể nó. Suốt 4 tháng qua khi nhậm chức, đầu của Jobman như muốn nổ tung bởi hàng loạt kế hoạch cứu vớt công ty được đề xuất, rồi lại bị bãi bỏ sau ít lâu từ phía các nhà quản lý cấp cao. Rốt cuộc, vị tân CEO cũng chịu hết nổi và quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Giữa một núi thông tin thu thập được để cứu công ty, có một tấm bản đồ chụp bằng vệ tinh, trong đó phản ánh mật độ dân số thông qua điểm tập trung của tất cả các trụ đèn tín hiệu giao thông trên cả nước. Dù không chắc chắn 100% quyết định của mình, song Jobman đang ngay lập tức thay đổi các tuyến xe của Greyhound, đặt lộ trình xe chạy xung quanh những khu vực đông dân cư nhất dựa trên tấm bản đồ này. Và kế hoạch của Jobman đã phát huy tác dụng. Tới năm 2007, thời điểm Jobman rời Greyhound, lợi nhuận của công ty đã tới mức 30 triệu USD và nó được bán với giá gấp đôi so với giá trị hồi năm 2003. Khi xem xét câu chuyện của Jobman, Botejo và Pogel giải thích rằng vị CEO có thể tiến lên phía trước không phải vì biết trước kế hoạch sẽ thành công, mà vì anh nhận thức được rằng việc ra quyết định dứt khoát, dẫu có rủi ro, vẫn tốt hơn hẳn việc chần chừ và không đưa ra bất cứ quyết định nào. 2. Truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho người khác. Để trở thành CEO xuất sắc, bạn phải tích cực trong việc hợp tác và truyền lửa cho nhân viên, nhờ đó thúc đẩy họ mang lại kết quả cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này không đơn giản chỉ nằm ở việc cư xử hòa nhã hoặc khiến người khác thích mình. Trên thực tế, một CEO dễ thương đã có thể trở thành vật cản cho tổ chức, vì khi đó họ sẽ quá chú tâm vào việc khiến cho nhân viên đồng ý với mình hơn là thúc đẩy nhân viên đạt kết quả tốt. Và để người khác cảm thấy bị cuốn hút với ý tưởng và nội dung bạn muốn truyền đạt, có 3 điều cần thiết phải làm. Đó chính là chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu và bày tỏ một cách tỏ tường về ý định của bạn.
thấu hiểu những nhu cầu về mặt thể xác, tinh thần và cả nhu cầu tài chính của cấp dưới, vì chính họ là những người sẽ mang lại cho bạn kết quả. Tạo ra những thói quen hàng ngày để hình thành và xây dựng tốt các mối quan hệ. Chính chúng sẽ giúp thúc đẩy nhân viên hành động và mang lại kết quả cho việc kinh doanh. Sở dĩ Steve Jobs có thể xây dựng một thương hiệu Apple như ngày hôm nay là bởi vì vị CEO quá cố rất biết cách tương tác cũng như truyền lửa cho nhân viên, yếu tố quan trọng đã giúp họ nảy ra nhiều ý tưởng mới. Trong nhiều trường hợp, Jobs khá là khắc nghiệt và đối xử có phần không tốt đối với người khác. Tuy nhiên, mọi người lại cho qua việc này vì họ cảm nhận được sự xuất chúng của Jobs, cũng như cảm thấy hào hứng và phấn khích khi được sát cánh bên cạnh một bộ óc tuyệt vời như thế. 3. Giữ phong độ ổn định. Theo hai nhà nghiên cứu, các CEO thường xuyên giữ vững phong độ và triển khai thành công các kế hoạch một cách đều đặn, được đánh giá rất cao. Họ sẽ được ghi nhận là những người đáng tin cậy. Nên nhớ ở đây, chúng ta chưa bàn tới độ lớn, nhỏ của kế hoạch, mà chỉ nói về sự ổn định trong việc thực thi kế hoạch mà thôi. Và khi đã được nhận định là người đáng tin cậy, xác suất được mời làm việc cũng tăng gấp đôi. 4. Thích nghi tốt với hoàn cảnh. Bothelho và Powell cho hay, để thành công, người lãnh đạo cần phải biết học cách thích nghi với môi trường mới. Hai nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những cái tên chuốc lấy thất bại là vì các nhà lãnh đạo của họ đã không biết thích nghi. Nghiên cứu cho thấy các CEO có khuynh hướng thích nghi tốt thường cảm thấy thoải mái, lạc quan trong tình huống vốn dĩ khó có thể thoải mái được. Các CEO này nhận thức được sự thật rằng cảm giác không thoải mái luôn đi kèm với sự thay đổi cũng như cơ hội học hỏi cái mới. Thêm nữa, các CEO có khả năng thích nghi tốt thường là những người biết tập trung vào tương lai. Điển hình trong số đó là Jeff Bezos. Khi mới ra đời vào năm 1994, Amazon chỉ bán sách. Sau này Bezos đã mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc và video trước khi hỏi các khách hàng của mình về việc họ muốn công ty bán những sản phẩm gì. Ngày hôm nay, gần như không có thứ gì mà Amazon không bán, từ đồ điện tử cho tới quần áo. Jeff Bezos chia sẻ, chúng tôi đầu tư cả vào các sáng kiến mang tính rủi ro cao trong thời gian từ 5 tới 7 năm, điều mà phần lớn công ty không làm. Chính sự kết hợp giữa một tầm nhìn dài hạn và việc chấp nhận rủi ro đã khiến Amazon trở nên đặc biệt. Có tác động tới sự thoải mái của bạn khi mà ở cạnh người khác và cướp mất đi sự tự tin của bạn. Đừng để nỗi sợ vô căn cứ này cản trở cuộc sống và khiến bạn đánh mất sự tự tin. 4. Quan tâm tới trang phục và ngoại hình. Tin hay không tùy bạn, song những người xung quanh sẽ đánh giá bạn ngay sau vài giây gặp mặt. Và thông thường, những đánh giá ấy phần lớn đều dựa trên ngoại hình của bạn. Trong đó, trang phục là yếu tố có tác động lớn tới ấn tượng ban đầu của người khác lẫn hành vi của bản thân bạn. Một thương hiệu thời trang của nước Anh đã tiến hành một khảo sát như sau. Họ lựa chọn 20 người đàn ông trong độ tuổi từ 28 tới 38.